bị đòi bồi thường 73,9 tỷ, bà Phương Hằng nói chỉ theo phán quyết của tòa. Theo cáo trạng Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM vừa ban hành, bà Phương Hằng chỉ đồng ý bồi thường theo phán quyết của tòa án, còn tiến sĩ Đặng Anh Quân không đồng ý bồi thường. Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần 14,9 triệu đồng. Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên đại học, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam, Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng, Lê Thu Hà, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam. Các bị can trên bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bên cạnh việc xác định các hành vi của các bị can, cáo trạng cũng nêu yêu cầu về dân sự của các bị hại và ý kiến của các bị can. Về yêu cầu bồi thường, ông Nguyễn Võ Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh yêu cầu bà Phương Hằng và các đồng phạm xin lỗi. Bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vy Oanh chưa có yêu cầu bồi thường về vật chất, nhưng yêu cầu bà Phương Hằng bồi thường tổn thất tinh thần theo quy định của pháp luật. Bà Đặng Thị Hàn Ni yêu cầu bà Phương Hằng và đồng phạm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Đức Hiển chỉ yêu cầu bà Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi. Trong khi đó, ông Lê Công Vinh và bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên, yêu cầu bà Hằng công khai xin lỗi, bồi thường thiệt hại về vật chất 30,948 tỷ đồng và bồi thường tổn thất tinh thần 14,9 triệu đồng. Trước đó, kết luận điều tra của Công an TP.HCM ghi nhận vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên yêu cầu bồi thường tổn thất về tinh thần là 14,9 tỷ đồng. Con số này gây rất nhiều tranh cãi trong dư luận. Sau khi kết luận điều tra phát hành, ca sĩ Thủy Tiên đã có đơn gửi cơ quan tố tụng khẳng định số tiền bồi thường về tổn thất tinh thần. Số tiền bồi thường về tổn thất tinh thần bà yêu cầu không phải là 14,9 tỷ. Các bị can chỉ đồng ý bồi thường theo phán quyết của tòa. Ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, yêu cầu bà Phương Hằng công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại về vật chất 43 tỷ đồng. Bà Đinh Thị Lan và Lê Thị Giàu không yêu cầu bồi thường. Bà Trương Thị Việt Hà không yêu cầu bồi thường, nhưng yêu cầu bà Hằng công khai xin lỗi. Đối với yêu cầu đòi bồi thường của các bị hại, bà Nguyễn Phương Hằng, bà Nguyễn Thị Mai Nhi, bà Lê Thị Thu Hà và ông Huỳnh Công Tân chỉ đồng ý bồi thường theo phán quyết của tòa án, còn ông Đặng Anh Quân không đồng ý bồi thường. Thưa quý vị, mua chung cư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn tại thành phố Vinh, Nghệ An đã nhiều năm, hoàn thành các khoản tiền đúng hợp đồng, nhưng đến nay hàng trăm hộ dân vẫn chưa được giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ. Không thể chờ đợi thêm, nhiều ngày qua, các cư dân đã liên tục tổ chức phản đối, treo băng rôn yêu cầu chủ đầu tư trả sổ hồng, đồng thời thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng một số hạng mục để phục vụ sinh hoạt của cư dân. Chung cư Bảo Sơn tại số 72, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An. Băng rôn yêu cầu tập đoàn Bảo Sơn trả sổ đỏ cho dân, trả lối đi cho dân được treo khắp tòa nhà. Liên tiếp cuối buổi chiều, đông đảo người dân lại tập trung mang theo băng rôn để phản đối chủ đầu tư. Hiện nay ở cái chung cư Bảo Sơn này họ đã trả hết tiền rồi, nhưng hiện tại bây giờ vẫn chưa có sổ. Nhất thứ hai là thiết bị ở cầu thang là hỏng hóc suốt và đội quản lý đây toàn bộ xe cộ ở đây đi lại chật vật không thể là làm nổi. Vì thế yêu cầu mà Bảo Sơn làm thế nào chỉnh đốn lại và trả rõ cho dân. Mong muốn của cư dân là chủ đầu tư là phải trả bia cho dân, trả bia cho dân để dân an tâm mà sinh sống. Tòa nhà Bảo Sơn Green Pier có quy mô 534 căn hộ, được mở bán từ năm 2017. Theo hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn với các hộ dân, trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao căn hộ, bên bán có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sử dụng căn hộ cho bên mua. Thế nhưng dù đã được bàn giao nhiều năm, nhưng các hộ dân ở đây vẫn chưa nhận được sổ hồng. Mình bỏ tiền ra để mình sở hữu, mình mua một cái nhà. Mà giờ cũng biết là cái nhà nó có phải của mình hay không. Thì cũng có một cái chỉ để pháp lý để chứng minh là cái nhà này là của mình cả. Rồi là cái hai khó khăn thứ nhất nữa là, thứ hai là cái chỗ mà nhiều khi nói thật sự anh em nó kinh doanh buôn bán. Mình cũng muốn cầm cổ cái nhà để mà lấy cái vốn để mà làm ăn á. Thì cũng ai cầm cho mà cầm bên cái ngân hàng mà HD Bank mà liên kết với cái tập đoàn Bảo Sơn này á. Thì vẫn nó vẫn cho vay. Nhưng mà lãi suất nó lên đến 12-13%. Bây giờ nó còn lên nữa. Đến nay chung cư Bảo Sơn chưa được Bộ Xây dựng cấp biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng. Thế nhưng bất chấp quy định an toàn tính mạng của người dân, nhiều năm qua chủ đầu tư vẫn ngang nhiên bàn giao khoảng 500 căn hộ để người dân vào sinh sống. Đây là nguyên nhân khiến các căn hộ chưa được bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ.
tâm lý của người dân mua nhà là người ta muốn vào ở, và mua nhà để đó thì chỉ có những người đầu tư, thì dư họ là không cho họ vô ở không được, tâm lý anh mua được thì phải cho người ta vào ở. Vậy xét theo các cái quy định của pháp luật hiện nay thì nó có đúng hay không ạ? Thì cái đó thì anh cũng không nghiên cứu, đúng sai anh chưa nghiên cứu. Việc chấp hành pháp luật của Bảo Sơn đến thời điểm hiện nay theo cái kiểm tra và trực tiếp làm việc của phường thì vẫn đối với cấp phường vẫn chưa đầy đủ để cho cái công tác quản lý nhà nước, và những cái yêu cầu của chính quyền theo cái thẩm quyền của chính quyền địa phương thì vẫn chưa được công ty khắc phục kịp thời. Việc bàn giao nhà ở cho người dân khi chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền nghiệm thu cho phép sử dụng cho thấy sự bất chấp của chủ đầu tư. Thế nhưng một sự việc diễn ra ngang nhiên, kéo dài nhiều năm, đẩy hàng trăm hộ dân vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như hiện nay, thì chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn cũng khó chối bỏ trách nhiệm. Dân cả nước sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, dự kiến lượng người di chuyển giữa các tỉnh thành sẽ tăng cao. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng như các dịch bệnh lây qua đường hô hấp khác cũng có xu hướng tăng. Do đó, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân đi du lịch, nghỉ lễ cũng đừng quên thực hiện các biện pháp phòng dịch. Khuyến cáo này là thông tin cuối cùng của Y tế trong ngày hôm nay. Tại bến xe Mỹ Đình, trung bình mỗi ngày đón khoảng 6.000 khách. Dự kiến trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 sắp tới, lượng khách ra vào bến sẽ tăng khoảng 8 lần. Xác định nguy cơ lây nhiễm COVID-19 hiện rất cao, nên Ban Quản lý Bến xe cũng đã có các phương án để phục vụ hành khách, nhưng vẫn phải đảm bảo các quy định về phòng dịch. Cán bộ nhân viên, lái phụ xe và hành khách khi đến bến thì thực hiện theo 2K, đeo khẩu trang và khử khuẩn. Đặc biệt đối với cán bộ nhân viên thì yêu cầu 100% cán bộ nhân viên khi đến bến phải thực hiện đeo khẩu trang và nhắc nhở hành khách cũng như lái phụ xe thực hiện đeo khẩu trang đúng quy định. Thứ hai là bến cũng đã bổ sung các vị trí khử khuẩn, rồi yêu cầu các nhà hàng, khu vệ sinh và đặc biệt là yêu cầu lái phụ xe tăng cường công tác phòng chống dịch trên phương tiện, đeo khẩu trang và có nước khử khuẩn. Bến xe cũng bố trí một phận để thường xuyên theo dõi, cập nhật về cái tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Cuối cùng là cũng là đợt sắp sửa là đợt 30/4 một năm, lượng khách trên xe sẽ tăng đột biến, do đó bến cũng đã tuyên truyền và gửi các công văn đến các đơn vị vận tải nhắc nhở lái phụ xe khi tham gia phục vụ hành khách trên bến thì thực hiện theo thông điệp của Bộ Y tế. Liên quan đến tình hình dịch bệnh, những ngày gần đây, mỗi ngày cả nước trung bình ghi nhận hơn 2.000 ca mắc mới. Trong khi đó, một vấn đề đáng quan tâm là Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện những biến thể phụ mới. Đây là biến thể được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm các biến thể đáng quan tâm hoặc cần được theo dõi. Các chuyên gia y tế nhận định nguy cơ về làn sóng dịch bệnh mới là rất cao. Biến thể Omicron thì cái đặc điểm của nó là lây lan nhanh hơn các cái biến thể trước đó. Thế nhưng mà cái triệu chứng nó không tăng nặng nghiêm trọng lên. Nhưng các bạn cũng biết rằng là khi mà chúng ta đi lại nhiều thì tôi vẫn nói rằng nó có tăng cái sự tiếp xúc giữa cái người nhiễm. Mà người nhiễm ở đây thì nó có mấy cái đối tượng, là nhất là có người nhiễm không có triệu chứng, có người nhiễm có triệu chứng nhưng mà người ta không xét nghiệm. Và kể cả có những người xét nghiệm dương tính có khi người ta vẫn không cách ly. Thế và nó tạo ra một cái để tăng cái sự lây nhiễm thì chắc chắn là nó gia tăng cái ca bệnh. Và trong thời gian tới thì chúng tôi nghĩ rằng là 30 tháng 4, 1 tháng 5 sẽ tạo ra một cái sự gia tăng các cái ca nhiễm lên. Trước tình hình trên, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân khi đi lại trong dịp nghỉ lễ cần nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Việc thực hiện các biện pháp trên vừa có tác dụng phòng COVID-19, vừa phòng được các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp khác. Chúng ta vẫn phải áp dụng các biện pháp dự phòng. Nghĩa là
biện pháp dự phòng là vấn đề là đeo khẩu trang ở những cái khu vực nguy cơ, ví dụ đông người, ví dụ như môi trường kín, đấy, ví dụ như thế. Mà không những là phòng bệnh cho COVID-19 mà phòng bệnh cho các cái bệnh hô hấp khác như là cúm, vân vân. Rồi vấn đề thứ hai là rửa tay. Rửa tay khử khuẩn là rất tốt cho các cái bệnh gây đường hô hấp và đặc biệt là các bệnh tiêu hóa. Mà nhất là khi 30 tháng 4 chúng ta đi ăn uống hội hè, thế rồi vấn đề chúng ta cần tiêm vaccine. Các chuyên gia y tế cũng cảnh báo, mặc dù cả nước vẫn đang an toàn với dịch COVID-19, miễn dịch cộng đồng tương đối cao, tuy nhiên không vì thế mà người dân chủ quan. Đặc biệt vào dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, người dân di chuyển, tụ tập vui chơi nhiều, do đó biện pháp phòng chống dịch cần phải tăng cường hơn nữa.